Mọi người đã biết cách nhận những cái đồ miễn phí sau bản cập nhật này chưa? Nếu mà chưa thì hãy coi clip này để cùng biết cách nhận full tất cả nha. Rồi sau cập nhật xong, chúng ta vô sẽ thấy một cái bảng điểm danh mùa đông lạnh giá. Thì bảng điểm danh này có tới tận 14 ngày nha mọi người, và rất là nhiều kim cương cùng với các vé coupon. Rồi ngày đầu tiên chúng ta sẽ được 10 kim cương nha. Ngày thứ hai sẽ được một cái nón nha mọi người. Và ở bên này cũng có rất nhiều là sự kiện mới nè. Đây, cái sự kiện thu thập con dấu con set nè. Thì cái sự kiện này mọi người canh đúng giờ, mọi người vào cái khu nhà hát á, mọi người tham gia thì khi mà tham gia xong mọi người sẽ được đóng một con dấu nha. Và sẽ nhận được một cái hộp quà tương ứng với cái con set mà mọi người đang coi. Sự kiện này cũng khá là hấp dẫn đấy. Và mọi người có hóng chờ mono xuất hiện ở trong cái con set này không? Rồi tiếp theo nữa là cửa hàng người tuyết. Rồi sự kiện này chúng ta sẽ thu thập su băng để chúng ta đổi những cái đồ trong này nhé. Và ở đây phần thưởng cuối cùng sẽ là một cái mũ người tuyết và một cái quả cầu người tuyết. Và quả cầu người tuyết này là quả cầu VIP. Rồi hộp quà thứ hai chúng ta sẽ có một cái kem người tuyết và một cái giày người tuyết. Rồi hộp quà đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đồ ăn và một cái bộ đồ người tuyết. Thì set đồ này khá là dễ thương nha mọi người. Và những cái đồ nội thất dưới này cũng rất là đẹp luôn nha. Cái sự kiện tiếp theo đó là sự kiện cây ước nguyện đảo ca. Rồi sự kiện này sau khi làm xong chúng ta sẽ được một cái cây ước nguyện như thế này. Cây ước nguyện này cũng là VIP luôn nha. Để nhận được cái này thì mọi người hãy hoàn thành những cái nhiệm vụ và thu thập những cái đồ để mình trang trí lên cái cây thông này nhé. Sau khi trang trí full hết những cái đồ này á, thì mọi người sẽ nhận được cái cây phần quà cuối cùng. Rồi bây giờ cùng mình tìm hiểu thêm bản cập nhật này có những gì nữa nha. Rồi sau khi ra ngoài thì chúng ta chào đón hai thành viên mới xuất hiện trong đảo KA của chúng ta. Một chú bé người tuyết. Rồi và được các dân làng ở đảo KA rất là chào đón luôn. Và có vẻ người tuyết đang rất là buồn và mọi người rất là sợ người tuyết bị tan chảy nha. Và để tránh điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ để cầu nguyện và ước cho người tuyết là không bị tan chảy nha mọi người. Rồi bây giờ cùng mình đi làm nhiệm vụ nha, để xem coi có những nhiệm vụ gì ở trong này. Rồi nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ gặp người tuyết để nhận nha. Nhiệm vụ này sẽ đi tìm cư dân giúp đỡ, hãy tìm cư dân giúp trang trí cây thông. Rồi nhiệm vụ này chúng ta chỉ cần đi gặp những cái NPC ở trong đảo KA để nói chuyện thôi nha mọi người. Rồi sau khi hoàn thành chúng ta sẽ về gặp người tuyết để trả nhiệm vụ nha. Thì nhiệm vụ này sẽ là được 100 su băng và coin quảng cáo chúng ta sẽ được là 300 nha. Mọi người nhớ coi quảng cáo nha. Nhiệm vụ thứ hai chúng ta sẽ đi mua bánh mì xúc xích phô mai ở chú bán hot dog nha mọi người. Với nhiệm vụ này thì mình đã có sẵn trong ba lô một cái bánh mì rồi nên mình quay lại giao luôn nha. Thì nhiệm vụ này có thể là mọi người có thể mua trước được nha. Nhiệm vụ này sẽ được 300 su băng nha mọi người. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là nhiệm vụ làm món cá xe mai nướng ở ao trong playa và giao cho người tuyết. Rồi với nhiệm vụ này thì mọi người chạy ra cái ao nhỏ ở ngay playa cho mình nha. Thì ở đây nó sẽ có ba cái bếp than nè, mọi người có thể nướng cá ở đây luôn nha. Rồi để làm được cái món này chúng ta phải câu được cái con cá này nha mọi người. Cá này thì ở ngay cái hồ này cũng có luôn nhé. Và nó sẽ là bóng một. Thì những cái cần ưu tiên thì mọi người có thể xài cần vịt hoặc cần sư tử hoặc là cái cần mèo mọi người. Rồi khi mà lên bóng to mọi người bỏ cho mình nha. Ở đây mình chỉ cần câu bóng một thôi nha mọi người. Cá đó nó sẽ nằm trong bóng một. Và cũng rất là may cho mình nha. Khi mình thả cần lần thứ hai thì mình đã câu được con cá này rồi. Mình sẽ nướng cá và đi giao cho người tuyết nha. Rồi sau khi nướng xong thì chúng ta sẽ quay lại chỗ người tuyết để giao cá nha mọi người. Rồi những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký nha. Nhớ bấm vào chuông để coi được video sớm nhất từ mình nha. Với nhiệm vụ này chúng ta sẽ được 450 xu băng nha mọi người. Rồi cùng nhận nhiệm vụ tiếp theo nào. Nhiệm vụ này yêu cầu chúng ta sẽ mua một món mới ở chị Kem. Rồi chúng ta cùng trở lại chị Kem để mua món mới nha. Rồi kem người tuyết. Rồi chúng ta sẽ mua một cái này để giao cho người tuyết nha mọi người. Rồi với nhiệm vụ này chúng ta sẽ được là 240 su băng nha. Và nhiệm vụ tiếp theo đó là giao găng tay của người tuyết. Rồi cái này chúng ta sẽ giao hai găng tay cho hai NPC ở trong Malaya nha mọi người. Rồi sau khi giao xong chúng ta sẽ nhận được 300 su băng. Rồi tiếp theo là nhiệm vụ giao người tuyết. Chúng ta sẽ đi giao hai người tuyết cho các NPC ở trong Malaya nha mọi người. Rồi đối với nhiệm vụ này chúng ta cũng sẽ nhận được 300 su băng và là mình đã làm xong hết tất cả các nhiệm vụ rồi. Thì khi nãy mình có làm á thì thấy có trong chị Kem có hai món mới thì bây giờ mình sẽ mua hai món và mình thử ăn coi nó như thế nào nha mọi người. Xem nó có hiệu ứng gì không nha.
Rồi bây giờ để mình ăn cái món kem người tuyết trước đi. Mình sẽ ăn thử món này đầu tiên. Món này sau khi ăn xong thì toàn thân cứ như bị đông lạnh và màu da sẽ đổi qua màu xanh nhạt nha mọi người. Rồi tiếp theo món thứ hai, món kẹo gậy nha mọi người. Rồi sau khi ăn xong sẽ tập trung tất cả mọi ánh nhìn. Ở trên đầu chúng ta sẽ có một ngôi sao phát sáng như thế này nha mọi người. Rồi khi chạy thì những cái miếng kẹo nó sẽ văng ra xung quanh như thế này luôn nha. Khá là đẹp đó. Để mọi người chưa ăn thử thì là ăn thử xem như thế nào nha. Nãy giờ lo làm nhiệm vụ thì mình cũng chưa xem phần thưởng bột trì. Thì giờ vô xem mới thấy là phần thưởng khá là xịn nha mọi người. Rồi cái phần thưởng đầu tiên sẽ là một hộp bốc thăm Giáng sinh. Hộp này thì chúng ta có thể mở ra cái vương miện, tiền sao hoặc là kim cương nha. Và đặc biệt mình rất là thích cái nón mà nhà phát hành tặng như thế này nha. Nón khá là đẹp nha mọi người. Thì những cái nón này là mình đã có làm clip review cho mọi người đó. Thì hôm nay những cái nón này hầu như ra toàn bộ hết rồi nha. Đó, nón này mặc chung với bộ đồ ông già Noel khá là đẹp nha. Mọi người có thấy cute không? Mình là mình thích cái nón tặng như thế này rồi đó. Rồi và trong phần cửa hàng hôm nay cũng có rất là nhiều gói đồ mới nha. Đầu tiên là gói cô gái Santa nha. Thì gói này là bán bằng tiền mặt nha mọi người. Bao gồm một cái áo, một cái giày, một cái nón và một cái băng đô. Rồi gói tiếp theo đó là cô bé cây thông. Ở gói này chúng ta cũng sẽ có một cái áo, một đôi giày, một băng đô và một cái nón nha mọi người. Gói này cũng sẽ bán bằng tiền mặt luôn nha. Và đây là ba gói mới được bán bằng kim cương. Thì ba gói này mình sẽ mua hết nha. Cứ kim cương là mình sẽ mua thôi. Đầu tiên là gói trợ lý Santa. Rồi gói tiếp theo đó là gói thần lùn phát quà. Gói này có 80 kim cương nên mình cũng sẽ mua luôn nha. Rồi và gói tiếp theo đó là gói cây kèo gậy. Gói này cũng giá 80 kim cương luôn. Rồi mình cũng sẽ mua luôn nha. Rồi hôm nay cũng ra một cái hộp bốc thăm mới. Thì hộp bốc thăm này thì chúng ta sẽ không dùng kim cương nha. Chúng ta chỉ cần coi quảng cáo thôi là cũng có thể mở ra được ba cái mũ nha mọi người. Ở hộp này sẽ có ba cái mũ và một cây kẹo. Wow, kẹo gậy, kẹo đồ ăn. Cái kẹo này hình như là bán ở trong chỗ chị Kem rồi thì phải mọi người ạ. Ôi là trời ơi, nó cứ màu tím mình tưởng đâu ra được nón chứ mọi người. Không ngờ cứ ra kẹo không à. Thì có bạn nào đã may mắn mở được mũ ở trong cái hộp này chưa nhở? Nếu rồi thì để lại bình luận nha. Còn mình thì chỉ toàn được kẹo với đồ ăn không à mọi người ơi. Rồi để mình mở nốt ba hộp vịt nữa rồi cùng mình đi lấy những cái đồ miễn phí xuất hiện sau bản cập nhật hôm nay nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ chạy qua cái khu mới, khu trung tâm nha mọi người. Thì ở khu trung tâm này ở trong tiệm mì có xuất hiện một cái nhiệm vụ mới. Thì cái nhiệm vụ này sẽ giúp chúng ta lấy được cái ba lô mì nha. Rồi mọi người cùng mình tới quán mì thôi nào. Sau khi vào quán mì chúng ta sẽ gặp NPC Korean Man để nhận nhiệm vụ nha. Thì nhiệm vụ này sẽ yêu cầu chúng ta đi giao 3 phần mì cho 3 người khách ở ngoài khu trung tâm. Rồi sau khi giao xong chúng ta sẽ quay lại đây và trả nhiệm vụ. Sau khi trả nhiệm vụ xong mọi người sẽ nhận được một cái ba lô mì như thế này nha. Một cái ba lô xanh nha mọi người. Rồi để mình mang cho mọi người coi nha. Bạn nào chưa lấy thì tranh thủ qua và làm nhiệm vụ đi nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào cái tòa nhà ngân hàng nha mọi người. Rồi để mình tranh thủ mình gửi tiền tiết kiệm luôn nha. Thì mình gửi 15 ngày sẽ được 20 kim cương và 2.000 tiền sao nha. Mọi người không nên bỏ qua đâu. Bởi giờ ra cái sự kiện này thì mình chắc cũng kiếm được cả trăm mấy chục kim cương rồi đó mọi người ạ. Bây giờ để mình tìm đường lên lầu 2 đó nha. Bên này không có rồi, chắc mình nghĩ là cái khu bên kia đó mọi người. Để mình chạy qua nha. À đây rồi, đây cái cửa lên lầu 2 nha mọi người. Mọi người đi vào đây thì sẽ lên được cái khu trên này. Wow, khá là đẹp nha. Thì khu này mới mở sau bản cập nhật nha. Ở trên này sẽ có mini game cho mọi người chơi và có nhiệm vụ để cho mọi người làm luôn. Rồi sau khi lên đây chúng ta sẽ gặp NPC này nha mọi người. Rồi sau khi gặp xong chúng ta sẽ làm một cái thử thách, đó là trả lời đúng hoặc sai. Rồi sau khi trả lời chính xác chúng ta sẽ nhận được một cái nón cá sấu. Đây để mình mặc cho mọi người coi nè. Dễ thương ha. Rồi cùng mình đi tham quan cái khu này một xíu nha. Đây ở đây có những cái máy chơi game cho người chơi nè. Ở ngoài này cũng có một cái sảnh ngoài trời nha mọi người. Để cho mình tổ chức cái tiệc gì đó. Nhưng mà mình cảm thấy ngoài này trang trí nó lộn xộn lắm mọi người ạ. Nhìn nó rất là rối nha. Rồi còn bạn nào muốn lên đây tham quan thì nhớ qua ngân hàng nha mọi người. Lầu 2 nha. Địa chỉ là lầu 2 ngân hàng KB1.
Rồi bây giờ mình sẽ vào trong để mình chơi mini game nha mọi người. Ở đây sẽ có 3 máy mini game cho mọi người chơi nha. Ồ, cái trò này mình thấy giống như cái trò mà giống như cái tiết học sinh vật ở trong trường á mọi người, y chang luôn, nhưng mà ở đây chỉ có hai loại tiền, đó là tiền thật và tiền giả thôi. Còn như tiết sinh vật là tới 4 loại nha mọi người. Ồ, mình được A cộng nha. Và trong lần cập nhật này sẽ xuất hiện hai hộp thần bí. Thì những bạn nào mà chưa biết thì cùng xem nha. Thì hộp đầu tiên sẽ nằm trên nóc tòa nhà Game Center. Thì mọi người chỉ cần đi kênh khí cầu và nhảy xuống đây lấy thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ được một cái da xanh linh hồn bầu trời nha. Đây, để mình mang cái da xanh này cho mọi người coi. Đấy, da xanh đậm nè. Rồi, và một hộp nữa ở ngoài khu vực hải đăng nha mọi người. Đó, mọi người thấy hộp chưa? Hộp này chúng ta sẽ mở ra được là da xanh linh hồn của biển nhé, linh hồn của nước. Rồi đây mọi người nhìn cái khu này đó, rồi để mình mang cho mọi người coi. Đấy, nó sẽ màu nhạt hơn cái của bầu trời một xíu nha. Mọi người ra khu hải đăng xong mọi người chạy về phía bên tay phải một xíu. Sau khi làm xong nhiệm vụ thì cái ước nguyện của mình cũng đã được 2 ô mọi người. Rồi hiện tại sự kiện này đang bị lỗi nên mọi người sẽ không thấy nó xuất hiện ở trong đây nữa đâu. Nhà phát hành đang khóa cái sự kiện này rồi nhé. Khi nào cập nhật lại thì chúng ta sẽ mở ra. Sau khi làm xong tất cả nhiệm vụ và điểm danh hàng ngày thì mình sẽ nhận được là 2315 xu băng. Thì có bạn nào hơn không? Để lại bình luận cho mình biết nha. Rồi cảm ơn mọi người đã coi clip ngày hôm nay. Rồi mọi người nhớ cho mình một đăng ký kênh, một like và nhớ bấm vào chuông để coi video sớm nhất nha. Chúc mọi người có một buổi chiều là vui vẻ nha.